Trả lời phỏng vấn của báo giới vào hôm 2 tháng 4, đại sứ Mỹ tạm thời tại Hàn Quốc Mark Napper nhấn mạnh, mặc dù Bắc Triều Tiên có ý định đối thoại với Mỹ, nhưng mục đích của việc đối thoại là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Do vậy, đây là vấn đề không thể thỏa hiệp. Bài tỏ lập trường về việc tiến hành thăm dò năng lực hạt nhân của miền Bắc, ông Napper cho rằng cần phải nghi ngờ và kiểm chứng, thay vì theo quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là tin tưởng trước kiểm chứng sau. Ông này nhấn mạnh các biện pháp cấm vận mà Mỹ áp đặt với Bắc Triều Tiên là vì một tương lai mới cho chính đất nước và người dân miền Bắc, cũng như để thuyết phục Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại. Ông Napper hoan nghênh các bước đi gần đây của Bắc Triều Tiên, cho rằng điều này có thể giúp giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc, nhưng khẳng định Washington sẽ không thay đổi chính sách đối với Bình Nhưỡng. Đại sứ Mỹ tạm thời tại Hàn Quốc cho rằng cần phải nắm rõ được ý đồ của Bắc Triều Tiên liên quan tới việc Chủ tịch Đảng Lao động Kim Jong-un đề cập tới các giải pháp đồng bộ và theo giai đoạn đặc biệt ông Napper cho rằng việc bắc triều tiên đề ra điều kiện là bảo đảm an toàn hàm ý về việc mỹ rút quân đồn trú ra khỏi hàn quốc tương tự như trong quá khứ tuy nhiên washington sẽ không chấp thuận điều này sau khi kết thúc hai buổi diễn thành công tại thủ đô Bình Nhưỡng Bắc Triều Tiên, đoàn nghệ thuật và đoàn biểu diễn môn võ tích côn đô Hàn Quốc do Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Thô Trông Hoan đã lên chuyên cơ vào lúc 2 giờ 52 phút sáng hôm thứ Tư mùng 4 tháng 4 để về nước và đặt chân tới sân bay quốc tế Incheon vào lúc 3 giờ 4 phút sáng cùng ngày. Đạo diễn âm nhạc Yoon Sang không khỏi xúc động khi chia sẻ cảm nghĩ về chuyến thăm Bình Nhưỡng. Ông cho biết nhờ sự cổ vũ của người dân miền Bắc mà đoàn đã có thể kết thúc thành công hai buổi diễn tất cả người xem đều xúc động tới mức không thể tin buổi biểu diễn là có thật. Bản thân ông phải về tới sân bay Incheon mới cảm nhận được hết chuyến đi. Liên quan tới việc Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim jong Un đề xuất tổ chức biểu diễn ở Seoul với chủ đề mùa thu đến, ông Jun Sun cho biết hai bên vẫn chưa quyết định về vấn đề này. Các nghệ sĩ trong đoàn đã xuất hiện dạng dỡ và vẫy tay với những người hâm mộ đang chờ tại sân bay Incheon, dù một số người đang gặp vấn đề về sức khỏe sau chuyến biểu diễn tại miền Bắc.